lông sụm đây nữa, là lớn là làng luôn hả? Nằm ở đó luôn, nằm ngang cửa công ty luôn. Cái lúc là cô thấy không cô? Không, em đứng đằng đây. Rồi em mới nghe là mấy ông YouTuber này nói là thôi mấy chị về hết đi, có người lại đây la lẹ la lối lông sụm là. Là mặc đồ như thế nào? Bả mặc cái áo khoác màu hồng, bả đội cái nón, bả đi cái xe rim mà nó nát bét hết trơn luôn. Ở đây như sao á? Ở đâu vậy? Hai cái ăn. Vừa ba thầy đâu đi đâu rồi? Sáng nay tình hình quá đông người, nó hơi lộn xộn một chút thì thầy không ở ra nha cô chú chị nhé. Như tình hình như kiểu này thì ngày mai nữa thì chắc chắn là thầy sẽ không ra được cô chú chị ơi. Xấu của chúng chị nên không dám để thầy ra cho của chúng chị nhé. Nghe nói là đêm hôm có một Phật tử nào đó ở lại đây đêm luôn cô chú chị, thì sáng nay nó hơi lộn xộn nên thầy không ra cô chú chị nha. Cái tình hình này mà diễn ra như thế này thì chắc chắn ngày mai là thầy sẽ không đi nữa cô chú chị ạ. Nên cứ nếu mà tới mà nó cứ lộn xộn như này cô chú chị thì chắc chắn một điều
thầy sẽ không ra đâu. Tại đợt trước một lần rồi cô chú chị, đợt trước một lần rồi đó. Nếu mà bà con mình mà tới ý thức đứng hai bên đường gọn gàng thì ngày nào thầy cũng ra hết đó. Để em qua chỗ công ty em coi nó sao. Cái lúc là cô thấy không cô? Không, em đứng đằng đây. Ừ. Em mới nghe là mấy ông YouTuber này nói là thôi mấy chị về hết đi, có người lại đây la lẹ la lối ông sùm. Là bà đó là mặc đồ như thế nào? Bà mặc cái áo khoác màu hồng, bà đội cái nón, bà đi cái xe rim mà nó nát bét hết trơn luôn. Ở đây như sao á? Ở đâu gần đây? Chắc có người mướn á. Đúng rồi. Chắc có người thuê á. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Có người thuê. Bình thường đúng không? Khi cũng đi đúng không? Em thấy mấy anh lại đây cũng nói quá trời luôn mà bà nhất định nó không đi rồi, không biết sao kêu công an tới rồi đi rồi đó. Đây là thôi công an đưa đi. Đây là chắc có người đây dạ, rồi. Có người thuê. Đúng rồi. Chứ hồi giờ nếu còn dân ở đây thì không có tình trạng đó đâu. Không có đây dân, ta còn đi ra, ta dễ thương lắm, người ta đi ra người ta. Nói chung bất cứ ai thấy thầy cũng mừng hết. Dạ. Mừng lắm đi đâu mà nói như thế. Bởi vậy cái này nó chắc là ai được thuê sao á. Cái trường hợp này thì nó thấy đồ có phải là làm gì đó làm gì. Nó la lối ông sụm mà nó nằm này là nó la ông sụm, thầy nghe thầy đâu ra đâu. Đâu. Cho mấy người già 2-3 giờ sáng. Đúng rồi. Ta ship hàng rồi, bà con xếp hàng đây. Ta ship hàng tới bây giờ để lễ thầy thay mình đi được. Dạ. Đúng rồi, ship hàng mình đàng hoàng mà, ship hàng rất là đàng hoàng, đâu có mà cái chuyện mà lộn xộn. Em trên cuốn luôn á. Em với đi quà lên. Đi quà lên đó là mới xa nè. Còn ở xa nhiều khi sợ lên trễ, chị biết sợ lên trễ em kêu con em á là chạy coi như là vượt coi như là vượt tốc độ luôn á. Sợ trễ á. Cô qua công ty ai? Cô ăn từ tối rồi, hôm nay mình sợ trễ không có cúng dường thầy được á. Cô qua công ty A Trâm này nè, đăng ký rồi vô gặp thầy. Có. Có đăng ký rồi. Lại đây có cái ngã ba. Lại đây ngó ngã ba, quẹo qua thấy công ty cà phê A Trâm của anh Tấn, vô đó. Xin tờ giấy đăng ký vô gặp thầy. Giờ này vô xin được chưa? Được. Thôi vậy đi xin. Phải có xin đăng ký, chị phải có căn cước. Em có đem theo. Rồi. Qua đi đăng ký rồi lắc mình vô mình. Qua tranh thủ đi, chứ đông người đăng ký lắm, mình tranh thủ đi. Đi xuống đây gặp cái ngã ba, quẹo trái vô, quẹo trái vô thấy công ty A Trâm. Thì sáng nay có một người dạy cô chú chị nên thầy không ra nha. Thì nếu mà trường hợp này giải thì chắc có cái điều gì đó, hoặc là có ai sai khiến, hoặc có một cái gì đó nên thầy không ra cô chú chị. Chứ còn người dân ở đây thì không bao giờ mà có cái tình trạng này nha cô chú chị nha. Người dân ở đây thì tất cả người dân này đều yêu mến thầy. Thì chắc có một cái thế lực nào đó. Rồi, clip cũng dài rồi cô chú chị. Clip tới đây em xin dừng clip. Hẹn cô chú chị mình clip tiếp theo nha. Rồi, em mến chào cô chú chị nha.